Ai cũng biết rằng ông chủ sòng bạc không thích thua lỗ, chúng được tạo nên dựa trên lòng tham của người chơi. Có thể nói rằng, đối với những doanh nhân này, việc họ chiến thắng và người chơi phải ra về tay trắng là điều rất bình thường. Nhưng gần đây, họ bất ngờ liên tục thua lớn trước cùng một người. Anh ta chẳng giống một tay chơi lớn chút nào, không xe limousine sang trọng, không bộ vest lịch lãm, không đeo trang sức lấp lánh, chỉ là một người đàn ông trung niên thân thiện, dáng người bình thường, đội mũ bóng chày và mặc áo hoodie Oregon State. Đây có lẽ là một vụ cướp nhanh chóng. Chiến lược của anh ta mang về hàng triệu đô la, nhưng không ai từng thấy trước điều này trước đây. Chỉ sau một đêm, anh ta đã trở thành huyền thoại, một nhân vật thần thoại, một anh hùng của mọi con bạc. Những người xung quanh đang đứng xem khi anh ta đặt cược 100.000 đô la cho mỗi ván và liên tục chiến thắng. Vậy, nhân vật này là ai? Và làm thế nào anh ta có thể đánh bại được sòng bạc? Các sòng bạc biết rõ về anh ta, nhưng người đàn ông này lại không nằm trong danh sách của những con bạc xuất sắc của họ. Đối với những ông chủ sòng bạc, anh ta chỉ là một người chơi tầm thường, đặt cược vừa phải. Anh ta cũng không đếm bài. Nhìn qua cách chơi của anh chàng này rất sạch sẽ, có thể nói rằng không hề có một dấu hiệu đáng ngờ nào. Lúc này, các sòng bạc đang bối rối, làm sao chuỗi thắng này có thể xảy ra? Để bắt đầu khám phá những bí mật đó, chúng ta cần quay ngược thời gian trở lại năm 2003, khi đó Don Johnson, 40 tuổi. Trước đây, anh ta từng có sự nghiệp là một tay đua ngựa, và đó là khoảng thời gian khá thú vị. Anh chàng này là người cao tới 1m85, sau một thời gian việc duy trì cân nặng đối với Don đã trở nên khó khăn. Vì vậy, anh ta đã phải làm một công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại trường đua ngựa Philadelphia Park. Sau đó, người đàn ông được thăng chức và sau đó trở thành một người quản lý khu vực cho các tiểu bang Oregon, Idaho, Texas và Wyoming. Công việc của Don Johnson là đảm bảo sự công bằng trong trường đua ngựa và các hoạt động cá cược xung quanh nó. Và đó là nơi anh ta đang ở bây giờ. Vào thời điểm bây giờ, công việc đối với Don thì ổn, nhưng thật là hơi nhàm chán vì anh ta được bao quanh bởi thế giới cờ bạc mỗi ngày, nên Don không thể không cảm thấy tò mò. Anh ta chưa bao giờ là một con bạc vì điều đó không phù hợp với công việc của anh ta. Nhưng chúng ta đều biết rằng, thứ gì bị cấm luôn mang lại cho con người ta sự tò mò nhất định. Don muốn thử cảm giác phấn khích đó trở lại trong cuộc sống, và bạn chỉ sống một lần. Vì vậy, anh ta đã đưa ra một quyết định điên rồ là từ bỏ tất cả và trở thành một tay chơi cờ bạc chuyên nghiệp. Nhưng đây không phải là một sở thích may rủi. Anh ta thành lập một công ty mang tên là Heritage Development và sử dụng các phương trình phức tạp để liên tục thu thập các tỷ lệ cược có giá trị từ các cuộc đua ngựa. Don không hề biết rằng, chuyên môn này sẽ dẫn đến bản thân một việc phát triển ra một lỗ hổng mà các sòng bạc chưa bao giờ nhận ra. Với số tiền tiêu vặt của mình, anh ta thích thư giãn bằng cách chơi blackjack trong sòng bạc, và đây là nơi mọi thứ thực sự bắt đầu diễn ra. Mục đích của trò chơi xì rách là xây dựng một bộ bài càng gần 21 điểm càng tốt và tốt hơn nhà cái và không vượt quá 21. Nhà cái có một lá bài úp và một lá bài ngửa. Người chơi được chia làm hai lá bài, sau đó họ có lựa chọn rút thêm bài hoặc dừng lại. Các lá bài là gì quy cả có giá trị là 10 điểm. Lá át có nghĩa là 1 điểm hoặc 11 điểm. Khi tất cả người chơi đã dừng hoặc quá 21 điểm, nhà cái có thể rút thêm bài. Bất kỳ người chơi nào thắng nhà cái mà không vượt quá 21 điểm sẽ thắng ván bài. Trò chơi này có một trong những tỷ lệ thắng tốt nhất mà sòng bạc cung cấp, nhưng khi bạn phải cân nhắc, đó là một cuộc lựa chọn 50-50, bạn sẽ sớm nhận ra tỷ lệ đó không có tốt đến như vậy. Các quy tắc luôn được điều chỉnh có lợi cho nhà cái để tạo ra lợi thế cho họ, đó là điều pháp luật cho phép. Ví dụ như trong xì rách, nhà cái chơi sau cùng, vì vậy họ đã biết mình cần bộ bài nào để thắng. Thông thường, điều này sẽ mang lại cho sòng bạc lợi thế từ 1-1,5%. Đối với họ, đó chính xác là công việc kinh doanh, chứ không mang tính đỏ đen hay may rủi. Trừ khi có một người chơi có lợi thế cố định, tất nhiên khi đó sòng bạc lại gọi nó là gian lận. Tất nhiên là Don chưa bao giờ là một tay chơi cờ bạc lớn, mức cược 25 đô la luôn là giới hạn cao nhất của anh. Dần dần, khi anh ta trở thành ông chủ của chính mình và kiếm được nhiều tiền, Don đã chuyển sang mức cược 50 đô la rồi 100 đô la. Và trong khi các mức cược của anh ta đang tăng lên, lợi nhuận của sòng bạc lại đang giảm xuống. Bởi vì sau sự kiện 11 tháng 9, nền kinh tế đã suy thoái đối với tất cả mọi người. Nhiều vị khách đến từ châu Á đã không ngần ngại đến Mỹ bằng máy bay, khiến nguồn tiền đổ vào các sòng bạc ngày càng giảm sút. Các khu nghỉ dưỡng ở Las Vegas, Atlantic City và New Jersey đã bị ảnh hưởng nặng nề. Sau đó vào ngày 29 tháng 9 năm 2008, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm xuống hơn 700 điểm. Đó là một đòn giáng mạnh đối với các nhà đầu tư của Mỹ. Nhưng đối với Don, đó chỉ là sự khởi đầu của một cơ hội lớn, bởi vì anh ta có một kế hoạch sẽ khai thác lỗ hổng mà các sòng bạc chưa bao giờ nhìn thấy. Tôi nghĩ đây là một cuộc khủng hoảng tài chính quan trọng nhất trong thời kỳ hậu chiến, một chuyên gia đã nhận định. Có một trong những lo ngại rằng đợt bán tháo sẽ tiếp tục diễn ra trên phố Wall.
Thời kỳ khó khăn nhất không phải lúc nào cũng có lợi cho nhà cái và càng nhiều ngân hàng sụp đổ, các sòng bạc dường như sẽ theo sau. Bởi vì cuộc khủng hoảng này đã đến vào thời điểm không thể tồi tệ hơn. Với doanh thu giảm và các tay chơi lớn thậm chí còn thận trọng hơn, các khu nghỉ dưỡng lớn nhất đã tăng gấp đôi sự đầu tư. Những cuộc cải tạo khổng lồ và các sòng bạc mới đang mọc lên. Các nhà cái đang cố gắng chịu chi hơn để thoát khỏi rắc rối và giờ họ đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Ngay cả Las Vegas cũng gặp khó khăn, như Jim Murren, CEO của MGM Resort đã nói rằng, trước đây đây là nơi những con bạc đi nghỉ và giờ đây nó đang trở nên vắng lặng. Mọi thứ còn tồi tệ hơn ở Atlantic City, sự suy thoái thực sự còn khủng khiếp hơn tại đây. Bãi đỗ xe trống rỗng và các cửa hàng xuống thấp. Tỷ lệ tội phạm nằm trong số cao nhất ở nước Mỹ. 16 sòng bạc địa phương mới liên kết với Las Vegas đã mọc lên trên bên ngoài thành phố để chiếm thêm khách hàng của nhau. Doanh thu giảm từ 5,2 tỷ đô la xuống còn 3,3 tỷ đô la chỉ trong vòng 18 tháng. Và thậm chí tệ hơn, số lượng người chơi lớn, những con cá voi hoạt động ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với đòn đã giảm mạnh. Điều này rất quan trọng, một số sòng bạc chỉ dựa vào những người chơi lớn cho tới 25% giao dịch của họ. Vì vậy, để đưa họ trở lại các sòng bạc bắt đầu cung cấp việc cược miễn phí và các gói khách sạn sang trọng, như thế các sòng bạc bất ngờ lại đang đặc biệt hào phóng ngay lúc này. Và đột nhiên, Don nhận ra điều gì đó rằng các sòng bạc ở Atlantic City đang dễ bị tổn thương chưa từng có. Lòng tham của họ đang làm bản thân mù quáng trước những lỗ hổng tiềm ẩn. Để khai thác chúng, Don cần có một chiến lược. Để thu hút những con cá voi, các sòng bạc cung cấp những chai champagne vô tận, phòng nghỉ sang trọng miễn phí, thậm chí cả máy bay riêng. Các sòng bạc đang bán không chỉ là niềm vui cờ bạc, mà họ còn nhắm đến việc làm sao nhãi những người chơi lớn này để họ qua cửa và sau đó lấy được nhiều tiền hơn từ chi phí thực tế của những miếng mồi đó. Nhưng Don chỉ quan tâm đến tỷ lệ cược. Anh ta không phải là một người thích phô trương, anh ta không quan tâm đến những đặc quyền này. Nhưng khi các sòng bạc bắt đầu cung cấp cho những người chơi lớn cược miễn phí lên tới 50.000 đô la, Don bắt đầu chú ý hơn. Tuy nhiên, anh ta phải đối mặt với một thách thức. Để có được những khoản tiền cược miễn phí đó, Don sẽ cần có một lời mời đến bàn chơi cao cấp. Và đó là điều mà Don chưa có được. Vì vậy anh ta đã bắt đầu đặt nền móng. Don đã xuất hiện tại ba khu nghỉ dưỡng lớn nhất Atlantic City, đó là Borgata, Caesar và Tropicana. Anh ta đang đặt cược ngày càng lớn hơn. Đầu tiên anh ta bắt đầu với 1.000 đô la và một khi đã thu hút được sự chú ý của họ, Don đã cược lên tới 5.000 đô la. Trong khi họ đang làm quen với anh, Don cũng đang đặt một số nền móng vững chắc với một loạt các cuộc gặp gỡ bí mật. Những cuộc gặp gỡ này mở đường cho một trong những vụ đánh bạc lớn nhất trong lịch sử sòng bạc. Và rồi cuối cùng, Don cũng đã thành công có được thân phận là một chú cá lớn trong thế giới cờ bạc tại Atlantic City. Vào năm 2010, cuối năm, họ đã gọi điện cho anh ta. Các sòng bạc như Tropicana đã bày tỏ rằng Don là một nhân vật VIP của họ. Họ biết rằng Don là một người chơi bình thường, sẵn sàng đặt cược nhiều hơn. Anh không phải là một con cá voi, mà là một con cá lớn. Và trong khi họ tự tin rằng Don sẽ mang tiền đến cho họ, vì thế sòng bạc Tropicana đã thả câu. Khi họ bắt đầu nói chuyện, Don thậm chí còn không quan tâm đến những đặc quyền đắt tiền mà các sòng bạc thường phải cung cấp. Theo lời kể của ông chủ Tropicana, Tony Rodio, đây là một cuộc hẹn quá dễ dàng. Don rất cởi mở bởi vì anh ta chỉ muốn nói về điều khoản chơi. Don bắt đầu với những điều cơ bản, anh ta yêu cầu 50.000 đô la cược miễn phí, họ đồng ý cộng thêm chiết khấu thua lỗ còn được gọi là hoàn tiền. Vì vậy, khi một sòng bạc trả lại một phần của bất kỳ khoản thua nào, đó sẽ là một thiết kế khuyến khích bạn đặt cược nhiều hơn. Vì vậy, khi bạn thua, sòng bạc sẽ lót túi, họ sẽ làm dịu tình hình bằng cách trả lại cho bạn một phần tiền của mình. Đến cuối năm 2010, khoản hoàn tiền và chiết khấu tại sòng bạc Borgata đã lên tới hơn 20%. Con số này mà ngay cả Don cũng chưa từng thấy trước đây. Đó là điều mà anh ta muốn thấy. Chiết khấu này chỉ dành cho những người chơi chi tiêu thực sự lớn, mặc dù nó không có hiệu lực cho đến khi người chơi thua tới 500.000 đô la. Vì thế, Don cũng yêu cầu một số điều chỉnh nhỏ đối với quy tắc dành cho mình. 1. Nhà cái phải đứng ở slot 17. Vì vậy, nếu nhà cái nhận được một lá át và một lá 6, họ phải dừng và không thể rút thêm lá bài. 2. Nếu một người chơi được chia hai lá bài cùng loại với bất kỳ giá trị nào, họ có thể tăng gấp đôi tiền cược của mình, trong khi thông thường bạn chỉ có thể làm điều đó khi có 9 điểm trở lên. 3. Nếu một người chơi được chia lá bài cùng loại, họ có thể tách lá bài đến 4 lần, chơi mỗi lá bài như một ván riêng biệt. Don thậm chí còn yêu cầu sử dụng một số tín hiệu tay nhất định mà anh ta ưa thích nếu người chia bài bỏ lỡ, nghĩa là ván bài đó sẽ miễn phí. Các yêu cầu này có vẻ là hơi kỳ lạ, nhưng Tropicana vẫn không lo lắng, họ không thể kiềm chế lòng tham của mình. Sau đó các điều khoản được thêm vào một thỏa thuận và gửi email cho Don. Borgata sau đó đã chấp nhận điều khoản 1 và 2. Các ông chủ của Borgata đã thầm nghĩ rằng họ vừa thịt được một chú cá voi nhỏ. Trong khi đó, Don đã sẵn sàng để trình diễn thứ ma thuật của mình.
Vào tháng 12 năm 2010, điểm dừng chân của Don đầu tiên là Tropicana. Don bước vào, anh ta đã lên kế hoạch cho điều này trong một năm. Don không biết những ngày và tháng tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, nhưng nó sẽ rất thú vị đối với anh ta bây giờ. Tất nhiên, không ai nói trước được điều gì, Don vẫn có thể thua cuộc và mất rất nhiều thứ, nhưng anh ta đã sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro đó. Khi Don bước chân vào sòng bạc không hề có sự phô trương, anh ta không ấn tượng với những gì mình đang mặc, nhưng Don chỉ gọi nước cam và nước lọc. Bên trong tâm trí của anh ta hoàn toàn rất bình tĩnh. Trong khi các sòng bạc tìm cách làm sao nhãng những người chơi lớn bằng các cô gái xinh đẹp, các đặc quyền và tất cả các niềm vui vào cuộc sống tốt đẹp hơn. Kế hoạch của Don là lật ngược lại tình thế và làm cho họ mất tập trung để cho đế chế này không nhận ra được điều gì thực sự đang diễn ra. Và cách tốt nhất để làm họ sao nhãng là làm điều bất ngờ nhất có thể. Vì vậy, Don đặt cược lớn ngay từ đầu. Anh ta nhanh chóng tăng mức cược lên 100.000 đô la. Sau vài giờ chơi, Don thua, nhưng suốt thời gian đó anh ta đang tìm kiếm một khoảnh khắc. Và rồi, nó đã đến. Bài của nhà cái lật lên một lá 5. Don đặt cược 100.000 đô la và được chia 2 lá 8. 16 điểm, điều này không lý tưởng chút nào. Nhưng như đã thỏa thuận, anh ta có thể tách đôi cặp lá bài cùng loại. Vì vậy, Don đã làm như vậy. Anh ta yêu cầu thêm 2 lá bài và tăng gấp đôi cược của mình lên. Bất ngờ thay, kết quả là 2 lá 8 nữa và anh ta cũng tách ra. Đó là 4 lá bài liên tiếp cùng số và Don hiện đang chơi 4 lá bài. Mỗi ván bao gồm 1 lá 8 duy nhất, có 100.000 đô la đằng sau mỗi ván. Lúc này đã là một ngày dài và khi một nữ phục vụ ăn mặc hở hàng đang mang đến một ly whisky và coca, Don nhanh chóng nhận lấy. Nhưng Don vẫn bình tĩnh, tập trung. Anh ta đã ở đây để chiến thắng một cách tổng thể. Đây chỉ là những ván riêng lẻ để chơi từng ván một. Ván đầu tiên của Don được chia thêm lá 3, tăng gấp đôi cược lên 200.000 đô la. Ván thứ hai được chia lá 2. Vì vậy, anh ta tăng gấp đôi cược đó nữa. Khi anh ta được chia lá 3 và 2 lần nữa, trong 2 ván tiếp theo, anh ta lại tăng gấp đôi mức cược lên với tổng cược là 800.000 đô la. Bây giờ đến lượt người chia bài, chơi cho nhà cái và anh ta đang ở trong tình thế chưa từng có. Áp lực đang đè nặng lên nhân viên này và anh ta đang bối rối. Cả ngày làm việc với những tín hiệu tay phức tạp, những khoản cược lớn, anh ta rút một lá bài 10 cộng 5, đưa nhà cái lên 15 điểm. Thật tệ là anh ta phải rút tiếp, một lá 10 nữa và quá 21 điểm. Don đã thắng cả 4 lá và nhận được 800.000 đô la tiền chip. 12 giờ sau, Don đã thắng gần 6 triệu đô la. Anh ta đang có mọi chip thưởng trên khay và Tropicana buộc phải dừng lại. Thỏa thuận đã kết thúc, ít nhất là cho đến khi họ có thể tìm ra người đàn ông này đang gian lận như thế nào. Ngày hôm sau, các tiêu đề báo chí đã nói lên tất cả. Người chơi xì rách lấy đi gần 6 triệu đô la từ Tropicana đã phá hủy toàn bộ lợi nhuận tháng của sòng bạc. Tropicana đã rất bối rối, họ không hiểu mình đã sai ở đâu. CEO Rodeo đã giải thích rằng, khi một người chơi đến, bất kể họ đã chơi trò gì, chúng tôi sẽ đưa họ vào mô hình. Vì vậy, chúng tôi biết lợi thế của nhà cái là gì, dựa trên trò chơi của họ đang chơi và cách họ chơi trò chơi. Người chơi có thể gặp may và theo thời gian, bạn chỉ cần để họ tiếp tục chơi và họ sẽ kết thúc bằng việc thua lỗ. Nhưng Don đang làm họ sợ hãi. Nhờ những cuộc gặp gỡ bí mật mà họ không biết, anh ta đang thắng một cách bí ẩn. Nhiệm vụ của các sòng bạc là tìm ra chiến thuật của người đàn ông này và khắc chế nó. Trong khi đó, vào tháng 2 năm 2011, Don đã đến Bogota. Khi đi dạo trên đại lộ, không ai biết danh tính của người chiến thắng nhút nhát này. Nhưng đối với những sòng bạc, những người chơi chiến thắng lớn sẽ thu hút thêm người chơi. Và Don đã thắng một ngày ở Tropicana và tinh thần đó thực sự căng thẳng nhất định. Vì vậy, Bogota, Don không vội vàng. Nếu các ván bài không thuận lợi cho anh, Don sẽ không chơi chúng. Anh ta vẫn sẵn sàng đặt cược lớn, nhưng chỉ khi lá bài đúng như ý muốn. Và Don đang chơi một trò chơi dài hạn. Nó không phải là một khoảnh khắc vinh quang rồi vụt tắt. Tất nhiên sòng bạc vẫn sẽ tung ra tất cả các mánh khóe thường ngày như xáo trộn bài, những cô gái hấp dẫn, làm chậm trò chơi, nghỉ giải lao cho người chia bài. Nhưng Don sẽ vẫn bám sát kế hoạch của riêng mình, anh ta giữ cho họ luôn trong trạng thái cảnh giác. Don cũng làm sao nhãng những người chia bài với những cô gái hấp dẫn. Một lần nữa, Don lấy đi 5 triệu đô la từ Bogota một cách thuyết phục. Như thế tổng cộng, Don đã lấy đi 11 triệu đô la từ Atlantic City trong 2 lần đánh và Bogota đã ngậm ngùi nói rằng chúng tôi rút lui. Cho tới tháng 4 năm 2011, Atlantic City và lần này Don đang ở Caesar. Đây là thương hiệu sòng bạc nổi tiếng nhất ở Mỹ, nhưng đối với Don nó chỉ là một cuộc chơi khác. Anh ta tin rằng cần phải bình tĩnh, chơi, xử lý, từng ván bài theo kế hoạch và khai thác các điều khoản có lợi cho mình. Lần này mọi thứ có chút khác biệt, Don đã khởi đầu bằng một chuỗi thua tệ hại và anh ta có thể thua lớn hơn một cách nhanh chóng. Nhưng Don vẫn rất bình tĩnh và anh ta có lý do để làm như vậy. Nhờ các khoản tín dụng cược miễn phí, các điều khoản bổ sung sẽ giúp anh ta không thể thất bại. Suy nghĩ duy nhất của Don là bao lâu nữa anh ta có thể lật ngược tình thế. Tại bàn một lần nữa, Don dần dần tiến về phía trước. Tất nhiên Don không thắng mọi ván cược, thậm chí là những ván cược thua lớn hơn.
Nhưng khi thắng, đòn vẫn thắng thường xuyên hơn và đó là tất cả những gì cần thiết. Mạch thắng của đòn đã đều đặn hơn, người chia bài bắt đầu mất đi sự bình tĩnh, các bức tường đang thu hẹp lại, áp lực ngày càng cao đối với những kẻ thua cuộc. Đòn vẫn tiếp tục chơi, tiếp tục thắng, nó đã đủ để duy trì vị trí dẫn đầu cho đến khi sự hoảng loạn của Sisa bắt đầu. Sau đó đã có ai đó gọi cho một quản lý ở London và nói với anh ta rằng có một người chơi đang dẫn trước 400.000 đô la, không là 4 triệu đô la. Vì vậy bây giờ Sisa đã dừng cuộc chơi, nhưng Đòn vẫn căng thẳng muốn tiếp tục chơi. Một giám sát viên nói anh có thể ra ngoài kia và chơi. Anh ta chỉ ra sàn nơi những con bạc bình thường chơi với giới hạn là 500 đô la trong mỗi lần cược. Được thôi, Đòn nói. Sau đó anh ta đã đi ngủ với 15 triệu đô la sau khi chơi tại 3 sòng bạc của Atlantic City. Tất nhiên là khi anh ta bước ra ngoài khỏi sòng bạc, họ cũng đã cấm Đòn quay trở lại vĩnh viễn. Bất chấp việc giữa hai bên đã không có một thỏa thuận, nhưng các sòng bạc không thể chịu đựng được việc thua lỗ nặng nề đến như vậy. Cuối cùng tin tức đã lan ra và danh tính của Đòn cuối cùng được tiết lộ. Đòn đã giải thích cách mà mình làm điều đó rằng khi tôi nhận thấy các sòng bạc đang gặp khó khăn, khi ấy tỷ lệ cược xì rách tiêu chuẩn là khoảng 1,5% có lợi nhuận cho sòng bạc. Một biên độ nhất quán nhưng nhỏ với việc cược miễn phí và chiết khấu sẽ cắt giảm biên độ theo hướng hợp lệ. Vì vậy, nếu như anh ta tìm ra một cách khác để thao túng những tỷ lệ cược đó theo hướng có lợi cho mình, Đòn nhận ra rằng anh ta có thể đánh bại các sòng bạc. Tại thời điểm này, Đòn đã sử dụng các mối quan hệ của mình trước đó là một cựu nhân viên trong ngành cá cược. Đòn đã liên hệ với một nhóm người mà anh ta biết để có thể giúp đỡ, đó là một nhóm tiến sĩ toán học từ Ivy League. Anh ta yêu cầu họ phân tích các trò chơi xì rách và sau đó đưa ra một danh sách những thay đổi nhỏ để thao túng tỷ lệ cược có lợi cho anh như shot 17, tăng gấp đôi, tách lá bài, kết hợp và cược miễn phí và chiết khấu. Họ sẽ tính toán giảm lợi thế của nhà cái xuống chỉ còn tối thiểu 0,253%. Trên thực tế, nó đã trở thành một trò chơi 50-50. Nhưng từ Tropicana đến Bogota đến Sisa, làm thế nào mà các sòng bạc lại không phát hiện ra những điều đó? Đối với một chuyên gia trong ngành, ông ta đã giải thích như sau. Vào thời kỳ khó khăn, các sòng bạc bắt đầu chấp nhận điều rủi ro hơn để tìm kiếm khả năng lợi nhuận lớn hơn. Họ có xu hướng bắt đầu đánh cược lớn. Nói cách khác, họ chỉ nghĩ về việc thắng để kiếm được nhiều tiền hơn, chứ không quan tâm đến việc rủi ro thua cược. Đối với Đòn, nguyên nhân của sự xuất hiện này xuất phát từ hai điều. Một là sự tính toán kém cỏi của sòng bài. Anh ta nói, tôi chỉ nghĩ ai đó đã bỏ lỡ môn toán học khi họ tính toán các con số. Họ đã thay đổi các quy tắc mà không tính toán đầy đủ chi phí. Hơn nữa, tôi sẽ chọn may mắn hơn bất kỳ kỹ năng nào khác. Không có một phép thuật nào đây, cuối cùng sẽ có ai đó đánh bại nhà cái mà thôi. Và vui, vì đó chính là tôi. Cuối cùng thì Don Johnson đã rời khỏi thị trấn với số tiền thắng cược kiếm được một cách khó khăn. Anh ta đã có được một cuộc sống giàu sang đầy mơ ước. Còn ở Atlantic City, các sòng bạc bị bỏ lại những tình trạng choáng váng. Mark, chủ tịch của Tropicana, đã bị sa thải. Họ sẽ không mắc lại sai lầm đó. Tỷ lệ cược đã chắc chắn quay trở lại có lợi cho họ và về cơ bản là không công bằng, cho đến khi có người tiếp theo tìm ra cách đánh bại họ. Đó cũng là cái kết của câu chuyện đầu tiên của video và chúng ta vẫn chưa kết thúc ở đây. Tiếp theo các bạn hãy cùng Mật Mã Đen Trắng tiếp tục khám phá câu chuyện về một người đàn ông đã gian lận xổ số tới 24 triệu đô la. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2015, tại Iowa, bên ngoài văn phòng công tố viện, thời tiết đang lạnh giá, bên trong một người đàn ông to lớn khoảng 40 tuổi đang đổ mồ hôi. Anh ta đang giữ một bí mật trị giá 20 triệu đô la. Bởi vì anh ta đang tìm cách bảo đảm việc trúng xổ số một cách chính xác, một điều mà chúng ta từ trước đến giờ đều nghĩ nó không thể xảy ra. Một công tố viên sắc sảo với danh tiếng cứng rắn ngồi đối diện, ông ta không ưa người đàn ông này. Ông nhìn chằm chằm như một cuộc đấu trí. Công tố viên biết người này có tội và biết chính xác anh ta đã làm gì. Nhưng cho đến khi tìm ra cách chứng minh điều đó thì nghi phạm này vẫn có thể thoát tội. Đây là vụ lừa đảo xổ số lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, một trong những vụ gian lận xổ số tinh vi nhất từng xảy ra. Sự việc đã xảy ra vào năm 2010, hai ngày trước Giáng sinh tại Iowa. Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời trong năm, một người đàn ông vạm vỡ đang trên đường đi mua vé số. Anh trai của anh ta đã trúng xổ số vào năm 2005. Anh ấy rất cần tiền vì bị liệt nửa người sau khi ngã từ trên cây xuống trong lúc đi săn người tuyết. Sau đó, bạn thân nhất của anh ta cũng trúng số vào năm 2007 với trò chơi Mountain Dew. Anh ấy cũng đang rất cần tiền. Giờ đây, người đàn ông này đang nghĩ tới lượt mình. Khi còn trẻ, anh ta đã có những quyết định sai lầm. Nhưng giờ ở tuổi 40, anh ta đang làm việc rất chăm chỉ với 60 giờ một tuần và khao khát được ổn định cuộc sống. Nhìn chung, anh ta đã nghĩ đến lúc mình gặp may. Anh ta xứng đáng được như vậy và tin rằng mình đang tìm ra cách để làm điều đó với trò Hot Lotto. Nói về Hot Lotto, đây là một trò chơi xổ số đa tiểu bang. Người chơi chọn 5 số và một số thứ 6 gọi là Hot Ball. Nếu đoán trúng cả 6 số, bạn sẽ trúng hoặc chia giải thưởng tối thiểu là 1 triệu đô la. Với cơ hội trúng cực kỳ nhỏ là 1 trên 29 triệu,
nhưng người đàn ông này đã chuẩn bị thay đổi xác suất điên rồ này. Vào buổi sáng, Eddie Tipton đã ghé qua cửa hàng tiện ích ở Quick Trip mua một chiếc hot dog và đưa vé số đã chọn số. Mặc dù chưa có kết quả quay số, nhưng anh ta cảm thấy rất tự tin. Bởi vì anh ta đang tin rằng mình đã nhìn thấy các con số trúng thưởng, dù nhiều người cho rằng điều đó là không thể. 6 ngày sau, vào ngày 29 tháng 12, các số hot lotto được chọn là 3, 12, 16, 26, 33 và số hot ball quan trọng là 11. Và đúng như dự đoán, anh ta đã trúng. Không chỉ trúng thưởng mà còn trúng lớn với giải 16 triệu đô la, giải jackpot lớn thứ 3 trong lịch sử của Hot Lotto. Hot Lotto được điều hành bởi Hiệp hội Xổ số đa tiểu bang có trụ sở tại Iowa. Các công ty xổ số rất thích những người trúng giải lớn vì đó là một sự quảng cáo tuyệt vời cho trò chơi này. Vì vậy, họ không thể chờ đợi để trao tấm séc lớn cho ai đó mặc dù số tiền này chỉ chiếm 41,95% doanh số bán vé. Tất cả những gì người trúng thưởng cần phải làm để nhận giải là xuất hiện với tấm vé trúng thưởng hiển thị đúng số series 15 chữ số. Nhưng đó là nơi rắc rối bắt đầu, bởi vì Eddie không xuất hiện, không ai xuất hiện cả và người trúng thưởng vẫn là một bí ẩn. Đã gần một tháng kể từ khi chúng tôi thông báo có người trúng thưởng giải Hot Lotto 16,5 triệu đô la, xổ số Iowa đang tìm kiếm và yêu cầu mọi người hãy kiểm tra tấm vé của mình. Đối với một công ty xổ số, điều này dường như không phải là vấn đề lớn. Hiện tại đang là mùa lễ hội, với tất cả những bữa tiệc phải tham dự, người trúng thưởng có lẽ chỉ quên đi việc kiểm tra vé số của mình. Điều đó vẫn là bình thường xảy ra. Nhưng không, Eddie không quên, và anh ta chắc chắn là không bận rộn đi dự tiệc. Bình thường Eddie, người mà anh trai đã mô tả là rất to lớn và cô đơn. Eddie chỉ đang chơi game và không có nhiều bạn. Anh ta là fan cuồng của game. Những trò chơi điện tử mà anh ta thường chơi với đồng nghiệp Jason Maher khi không làm việc. Nhưng hiện tại anh ta đang rất lo lắng, bởi vì Eddie đã phát triển một hệ thống bí mật để dự đoán các con số xổ số. Một hệ thống sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý nếu như anh ta bị phát hiện. Ban đầu, anh ta nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng khoan đã, 16,5 triệu đô la này sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời của Eddie. Bằng cách nào đó, Eddie cần có một kế hoạch B thông minh. Vì vậy, anh ta đến thăm một người bạn cũ từ quê nhà Texas, tên là Robert. Eddie đã trao cho Robert thấy tờ giấy vô giá đó và kế hoạch bây giờ là Robert sẽ đổi nó thay mặt Eddie. Vé trúng thưởng phải được đổi trong vòng 365 ngày kể từ khi ngày quay số, vì vậy còn nhiều thời gian. Nhưng Eddie đưa ra một hướng dẫn đơn giản cho Robert. Đừng đợi đến phút cuối rồi mới đổi vé, đừng làm như vậy. Nhưng Robert đã đợi và đợi, và nhà cái xổ số cũng đợi và đợi. Giờ đây Robert đang mất bình tĩnh, nên cuối cùng Robert đưa vé số cho luật sư của mình. Người đó chuyển cho một luật sư khác ở Quebec, Canada, tên là Philip Johnson. Chỉ còn 30 ngày nữa, Philip sẽ liên hệ với Hot Lotto để yêu cầu nhận giải jackpot thay mặt khách hàng. Philip đã giải thích rằng anh ta không khỏe nên không thể đích thân giao vé, nhưng anh ta chắc chắn có một số series 15 chữ số. Nhưng Hot Lotto lại tỏ ra cảnh giác, có rất nhiều tiền được trúng số ở đây nên họ phải cần thêm thông tin. Anh có thể cho chúng tôi biết anh đang mặc gì khi nộp vé không? Theo một cách nào đó, câu trả lời của Philip rất thông minh, đó là áo khoác tweed, quần nâu và giày da. Trông rất bảnh bao, nhưng theo một hướng nào đó, câu trả lời của anh ta lại không hề thông minh chút nào. Bởi vì để giúp họ cố gắng tìm ra người trúng thưởng, Hot Lotto đã yêu cầu một điều tra và có được đoạn phim từ camera trong cửa hàng Quick Trip. Họ biết người đó mặc áo hoodie màu tối, hoàn toàn trái ngược với áo khoác tweed, quần nâu và giày da. Vì vậy, để chắc chắn, họ xem là đoạn phim và không, đó là một người đàn ông to lớn đến mặc áo hoodie và giờ đi với một chiếc bánh hot dog. Từ đó, một trường hợp đơn giản về người trúng thưởng đã mất tích và giờ đây lại bắt đầu có vẻ giống với một kẻ gian lận. Vì vậy, các ông chủ trò chơi xổ số đã nói rằng họ phải xem tấm vé và giờ đây họ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ. Chỉ còn 30 ngày nữa, đồng hồ đang thực sự đếm ngược. Mọi thứ trở nên im lặng. Các ông chủ xổ số ngày càng nghi ngờ hơn. 30 ngày biến thành 20, rồi 10 và 5. Vào ngày cuối cùng, chỉ còn 1 giờ 50 phút trước thời hạn là 4 giờ chiều, các đại diện từ một hãng luật khác đã xuất hiện tại trụ sở xổ số với tấm vé trúng thưởng. Họ khẳng định rằng người giữ vé là một người đàn ông giàu có muốn giữ ẩn danh. Khi bạn đã giàu có, hầu hết mọi người đều đố kỵ khi nghe bạn trúng số lớn như vậy. Vì lý do này, giải thưởng chỉ cần được trả vào một quỹ tín khác ở một nước ngoài do một công ty ở Beeline quản lý. Bạn thấy đấy, Beeline là một thiên đường thuế hoàn toàn hợp pháp. Ở đây, những người siêu giàu có thể giữ tiền của họ mà không cần phải bất kỳ một khoản thuế nào. Vì vậy, câu chuyện này bắt đầu có vẻ vô cùng hợp lý và đã đến lúc nhận số tiền 16,5 triệu đô la. Nhưng có một vấn đề, đó là ai là chủ tịch của quỹ tín thác ở nước ngoài đó? Người này chính là một người bạn luật sư Canada, Philip Johnson. Nhưng Hot Lotto lại tỏ ra bất ngờ và tuyên bố rằng quy định của họ rất rõ ràng, chỉ người giữ vé trúng thưởng mới có thể nhận tiền và Eddie sẽ không làm điều đó. Và vì đoạn video trong cửa hàng, Robert cũng không thể làm gì khác.
đội ngũ pháp lý đã hỏi liệu tiền có thể chuyển quyên góp từ thiện được hay không, và câu trả lời của họ nhận được là không. Sau đó họ đã rút lại yêu cầu, nhưng điều khoản này chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ của cơ quan chức năng. Theo lời của giám đốc xổ số Terry Rick cho rằng, trường hợp này đang hoàn toàn bốc mùi ở khắp mọi nơi. Ông ta đã cảnh báo công tố viên rằng có ai đó đã cố gắng lừa xổ số tới hơn 16 triệu đô la. Một năm trôi qua rồi một năm nữa, cho đến năm 2014, Onlotto đã không có manh mối gì. Còn đối với Eddie, việc thoát tội cảm giác như một chiến thắng. Hệ thống của Eddie vẫn là một bí mật và anh ta đã quay trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc, thực tế nó mới chỉ là bắt đầu. Lúc này tại văn phòng công tố viện có một nhân vật mới, đó là một công tố viên trẻ, thông minh tên là Rob Sand. Anh ta đã được giao hồ sơ vụ án lừa đảo xổ số. Vụ án này không có nhiều thông tin trong đó và anh ta hứa sẽ cố gắng hết sức để điều tra. Rob đã tỏ ra rất nghiêm túc với vụ án này vì anh ta ghét những kẻ phạm pháp. Anh ta đã phỏng vấn luật sư Canada Philip Johnson, người dưới lời tuyên thệ đã nói với anh ta rằng ông ta làm việc thay mặt cho một luật sư tại Texas. Người này lại nói rằng tấm vé đó đến từ một doanh nhân địa phương tên là Robert. Nhưng mà Robert không phải là người trong video của cửa hàng Quick Trip. Vì vậy, để tìm ra người đó là ai, Sam đã không khai tất cả các thông tin trên khắp đất nước Mỹ. 75 giây của video quý giá, mặt của anh ta bị che và bạn không thể thấy đó là ai. Nhưng vấn đề là bạn có thể nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó. Xin chào, hot dog của anh đây, thưa ngài. Và chẳng mấy chốc, tên của anh ta được nhắc đi nhắc lại, bởi vì những người làm việc tại công ty xổ số đang nghe đi nghe lại. Và tại sao họ nhận ra giọng nói đó là của Eddie? Bởi vì anh ta cũng làm việc cho công ty xổ số với tư cách là trưởng bộ phận an ninh. Thật bất ngờ, Eddie là giám đốc an ninh thông tin của Hiệp hội xổ số đa tiểu bang. Anh ta giám sát trò chơi ở 30 tiểu bang, bao gồm cả Hot Lotto. Ngoài ra, Eddie còn là một chuyên gia máy tính, công việc của anh ta đảm bảo rằng không ai có thể gian lận xổ số. Và có vẻ như Eddie đã quên đi điều luật quan trọng đó, thực tế việc anh ta mua vé số là bất hợp pháp. Eddie đã bị bắt và việc kiểm tra lý lịch, sau đó quá trình này đã đưa ra một số kết quả thú vị. Eddie đã có tiền án về tội trộm cắp. Đáng kinh ngạc là người sử dụng lao động của anh ta thừa nhận rằng họ biết về những tội ác này. Vì vậy, việc giao công việc cho anh ta, theo lời của cựu phó tổng trưởng quản lý Thomas Mueller nhận xét rằng nó giống như mời con cáo vào chuồng gà. Eddie sau đó đã hoàn toàn phủ nhận rằng người trong video mua vé hot dog không phải là tôi và thời điểm đó tôi đang đi nghỉ và thực sự tôi thậm chí còn không thích hot dog chút nào. Nhưng việc theo dõi GPS trên điện thoại đã chứng minh rằng anh ta đã ở trong một cửa hàng khi tấm vé được mua và nhân viên bán hàng đã xác nhận anh ta là người mua. Vì vậy, Eddie đang gặp rắc rối lớn. Sau đó, Rob hỏi Eddie làm thế nào mà anh ta lại liên quan đến Robert. Và Eddie đã nói rằng, tôi chưa bao giờ gặp người này. Đó là câu trả lời tuyệt vời, ngoại trừ khi một chi tiết nhỏ đã bị phát hiện ra. Họ là bạn bè trên Facebook. Hồ sơ điện thoại của Eddie cũng tiết lộ các cuộc gọi và tin nhắn giữa hai người từ trước khi mua vé số cho đến sau khi yêu cầu giải thưởng. Vào ngày 15 tháng 1 năm 2015, anh ta đã bị bắt và bị buộc tội mua vé bất hợp pháp và gian lận yêu cầu giải thưởng. Nhưng làm thế nào mà Eddie Tipton lại có thể gian lận Hot Lotto? Trước tiên, chúng ta hãy cần hiểu cách thức hoạt động của các cuộc quay số trên máy tính ngày nay. Một máy tính tạo ra một con số đầu và gồm nhiều chữ số và gửi nó đến máy tính thứ hai. Số đầu vào ngày hôm sau được đưa qua một chương trình toán học phức tạp, từ đó tạo ra các con số xổ số ngẫu nhiên của bạn. Nhưng để đảm bảo rằng các số cuối cùng này thực sự ngẫu nhiên, số đầu vào cũng phải ngẫu nhiên. Vì vậy, các công ty xổ số đã tìm ra những cách khác nhau để đảm bảo điều đó xảy ra. Đối với Hot Lotto, Eddie viết một số mã. Máy tính lấy phép đo trực tiếp về ô nhiễm không khí và điều này tạo ra một con số thực sự ngẫu nhiên, thông minh và hoàn toàn hợp pháp. Nhưng nếu Eddie có thể thỉnh thoảng gian lận số này, anh ta có thể bí mật gian lận xổ số. Chuyên môn về máy tính đã cho phép Eddie thực hiện vụ gian lận 16,5 triệu đô la này. Đáng buồn thay, loại chuyên môn đó cũng sẽ chứng minh điểm yếu của anh ta. Bởi vì trong khi một số chuyên gia máy tính trở thành tội phạm, những người khác lại trở thành công tố viên. Như Rob, ở thời điểm trung học, anh ta đã viết mã và hỗ trợ kỹ thuật. Anh ta còn có một số sở thích đặc biệt về tội phạm cổ cồn trắng. Khi tội ác còn được dựa trên sự hung bạo mà lòng tham, anh ta gọi đó là tội ác chống lại lòng biết ơn. Hơn nữa, người bạn cũ chơi trò chơi điện tử World of Tanks của Eddie là Jason Maher đã cho biết Rob San nhiều năm. Anh ta đã đưa cho Rob San một gợi ý. Jason Maher nói bạn thấy đấy, Eddie luôn quan tâm đến Rootkit. Đây là một phần mềm độc hại có thể được cài đặt qua ổ đĩa flash để kiểm soát từ xa vô hình một máy tính. Vì vậy, bây giờ San biết Eddie đã làm điều đó như thế nào. Anh ta chỉ cần cho bồi thẩm đoàn thấy cách Rootkit được cài đặt. Nhưng nó phức tạp, anh ta đã làm cho nó thật sự đơn giản và có chuyên môn của riêng mình. Eddie là một trong 5 người duy nhất được phép truy cập vào máy tính đứng đằng sau Hot Lotto. Căn phòng khóa nơi đặt máy tính ở trong hai hộp đựng khóa được bao phủ bởi camera hoạt động 24/7.
thay vì ghi lại video để tiết kiệm không gian lưu trữ, các camera chỉ chụp lại một ảnh duy nhất vào mỗi 60 giây. Trong thời gian này, SD phải mở khóa văn phòng, vào trong, mở khóa các hộp, cắm ổ đĩa flash, khóa lại và đi ra, tất cả trong vòng 60 giây. Và thật kinh ngạc là anh ta đã làm được. Và sau đó anh ta có thể thao túng các lần quay số từ một vị trí khác bằng cách kiểm soát các số đầu vào bất cứ khi nào anh ta muốn. Lúc này với tất cả các bằng chứng, thẩm phán đã tuyên án SD 10 năm tù. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc, bởi vì Robson vẫn không hài lòng với mức án này. Chính vì thế không lâu sau, khi Robson nhận được một tin tức báo từ Texas rằng anh có biết không, anh trai của SD đã từng trúng xổ số, có lẽ là khoảng 10 năm trước. Lúc này mẩu thông tin đó đã khiến nhóm của San xem xét 44.000 vé số trúng thưởng và tìm kiếm các mối liên hệ với SD. Và đúng là như vậy. Tommy Tipton, anh trai đi săn người tuyết của SD, đã trúng 568.000 đô la trong xổ số Colorado năm 2005. Robert trúng 783.000 đô la trong xổ số Wisconsin năm 2007. Christopher và Amy Goodrich cũng đều là bạn của SD, mỗi người trúng 15.000 đô la trong xổ số Kansas năm 2010. Và một số mối liên hệ khác với Kaikon đã trúng 644.000 đô la trong xổ số Oklahoma năm 2011. Sau đó đến một bước đột phá cuối cùng, các điều tra viên đã tìm thấy hai máy tính trong nhà kho bị khóa liên quan đến SD. Khi đào sâu vào ổ cứng của chúng, một chuyên gia máy tính khác ở trong nhóm của San đã phát hiện ra một mã ẩn cho phép SD kiểm soát toàn bộ xổ số cuối cùng cho một số lần quay nhất định. Trả lại tòa án, SD đã nhận tội và đồng ý tiết lộ tất cả các lỗ hổng để ngành công nghiệp xổ số có thể học hỏi. SD đã sử dụng quyền truy cập mà anh ta và hiểu biết về máy tính của mình, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch, cho đến khi SD đối đầu với một số người có kiến thức công nghệ khác giống như anh ta. Một trong những hành động cuối cùng trong phòng xử án trước khi SD được đưa trả lại nhà tù với bản án 25 năm tù và 2,2 triệu đô la phải bồi thường. SD Tipton đã phải nghiêng người qua và bắt tay với Robson như một dấu hiệu cho sự tôn trọng. Vào tháng 7 năm 2022, SD Tipton đã được tha tù có điều kiện sau chỉ 5 năm. Cuối cùng, vụ lừa đảo xổ số lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cuối cùng cũng bị phá vỡ. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video này nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký và nhấn like nhé.